nghiệp trở lại hoạt động bình thường, duy trì ổn định nhịp độ sản xuất. Tái đàn chăn nuôi chọn giống tốt, không dịch bệnh. Chuẩn bị đưa phà Đồng Bài vào hoạt động. Cùng nhiều nội dung đáng quan tâm khác, sau đây là thông tin chi tiết. Thưa quý vị, theo ghi nhận, năm nay tình trạng lao động bỏ việc sau Tết giảm nhiều so với các năm trước. Tất cả doanh nghiệp trở lại hoạt động bình thường, duy trì ổn định nhịp độ sản xuất. Hiện nay, tiềm năng dư địa phát triển của khu công nghiệp, khu kinh tế của Hải Phòng đang rất rộng mở, với 14 khu công nghiệp đang hoạt động và 20 khu công nghiệp đang triển khai. Thời gian tới, sẽ có thêm một số khu công nghiệp lớn đi vào hoạt động. Với nền tảng được tạo dựng và sự đổi mới, quyết tâm, quyết liệt, năm 2024, Hải Phòng phấn đấu thu hút từ 2 đến 2,5 tỷ đô la Mỹ vốn FDI để cả giai đoạn 2021-2025 thu hút 12,5 đến 15 tỷ đô la Mỹ, bằng cả giai đoạn hơn 30 năm trước cộng lại, góp phần đắc lực tạo nên sự phát triển bứt phá của thành phố. Vì vậy, việc người lao động nhanh chóng trở lại làm việc, các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh sôi động ngay từ đầu năm là những tín hiệu vui tại các khu công nghiệp, khu kinh tế Hải Phòng. Thời gian qua, các doanh nghiệp FDI có nhiều nỗ lực trong sản xuất, kinh doanh, đặc biệt luôn quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, đồng thời thực hiện tốt các chính sách pháp luật, cải thiện điều kiện làm việc để người lao động yên tâm, gắn bó với doanh nghiệp. Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng mong muốn các công ty trong năm 2024 tiếp tục nỗ lực vươn lên phát triển sản xuất, tạo việc làm, thu nhập cho người lao động, góp phần chung vào sự phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Thành phố cam kết sẽ tiếp tục đồng hành với sự phát triển của các doanh nghiệp. Năm 2024, thành phố Hải Phòng dự kiến hoàn thành khoảng 6.400 căn nhà ở xã hội. Cụ thể, trong năm 2024, thành phố sẽ xây dựng xong phần thô khoảng 4.000 căn. Thành phố đủ điều kiện mở bán khoảng 2.400 căn. Giai đoạn 2021-2025, Hải Phòng dự kiến hoàn thành khoảng 16.500 căn, trong đó phấn đấu xây dựng xong phần thô đạt 80%, tương đương khoảng 13.200 căn, đủ điều kiện mở bán khoảng 3.300 căn. Như vậy, đến năm 2025, Hải Phòng cơ bản hoàn thành chỉ tiêu 15.400 căn nhà ở xã hội giai đoạn 2021-2025 chính phủ đặt ra. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã đề xuất Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn công bố 3 khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá trên địa bàn thành phố đủ điều kiện hoạt động, gồm Ngọc Hải, Trân Châu và Bạch Long Vĩ. Tính đến ngày 19 tháng 2 năm 2024, thực hiện đăng kiểm đánh dấu tàu cá trên hệ thống VN Fishbase, Hải Phòng có 531 tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 12 mét trở lên thuộc diện phải đăng kiểm. Các lực lượng chức năng thành phố đã tiến hành xử phạt vi phạm hành chính trên 240 triệu đồng đối với 13 trường hợp vi phạm. Với những kết quả đã đạt được, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố đang tiếp tục triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách, trọng tâm, chống khai thác IUU theo đúng tinh thần chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố, góp phần chung tay cùng cả nước gỡ bỏ thành công cảnh báo thẻ vàng của Ủy ban châu Âu đối với hải sản khai thác của Việt Nam, kiên quyết điều tra, đấu tranh, xử lý triệt để các trường hợp cố tình vi phạm khai thác IUU, các đối tượng lợi dụng hoạt động nghề cá để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật khác, giám sát 24/24, hoạt động tàu cá qua hệ thống giám sát tàu cá, quản lý chặt chẽ các tàu cá không tham gia hoạt động thủy sản, tàu cá 30. Sau khi tập trung sản phẩm chăn nuôi để bán phục vụ nhu cầu thị trường Tết, các hộ chăn nuôi tại các quận huyện tiếp tục tái đàn trong năm mới 2024 với mong muốn việc chăn nuôi thuận lợi hơn năm trước. Đối với các hộ chăn nuôi tái đàn mới, cần chuẩn bị hệ thống chuồng trại đảm bảo vệ sinh phù hợp với vật nuôi. Chi cục khuyến cáo các hộ lựa chọn con giống có chất lượng, nguồn gốc rõ ràng. Đối với hộ chăn nuôi nhập con giống từ các tỉnh ngoài, cần có giấy chứng nhận kiểm dịch. Sau khi nhập đàn mới, bà con phải chủ động tiêm phòng đầy đủ các loại vaccine phòng bệnh và áp dụng các quy trình chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học để hạn chế dịch bệnh, đồng thời thường xuyên theo dõi, giám sát sức khỏe đàn vật nuôi để chủ động các biện pháp phòng và trị bệnh. Tại các huyện có vùng chăn nuôi tập trung, cán bộ khuyến nông cũng sát cánh cùng nông dân ngay từ khi mới nhập đàn. Tròn 20 năm công tác trong ngành y, gắn bó với chuyên ngành nội tiêu hóa, một chuyên ngành đặc thù, thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ, lương y như tử mẫu. Người thầy thuốc ấy không ngừng trau dồi, nâng cao y đức, đáp ứng tốt yêu cầu về chuyên môn, xứng đáng với sự trân trọng, tôn vinh của xã hội dành cho những người khoác lên mình chiếc áo blue trắng. Việc đầu tiên khi mà đến với bệnh viện làm việc, giờ đầu tiên trong ngày là chúng tôi khám bệnh nhân ngay, đi buồng khám bệnh để đánh giá cái tình trạng bệnh nhân và đánh giá thực trạng của bệnh nhân.
trước khi mà đưa ra những phương pháp điều trị. Chúng tôi triển khai các cái việc thực hiện thuốc, thực hiện các cái chẩn đoán, phương pháp chẩn đoán, phương pháp can thiệp chuyên khoa, chuyên sâu. Mỗi ngành nghề đều có áp lực và khó khăn riêng, ngành y cũng vậy. Cá nhân tôi thì theo ngành y thì phải giữ lấy chữ đức. Từ lời dạy của bác cũng như rất là mong muốn được sự nhìn nhận khách quan hơn từ xã hội. Cán bộ y tế chúng tôi sẽ có cái động lực để trau dồi kiến thức, học tập, rèn luyện và tăng cường cái phục vụ sức khỏe cho nhân dân được tốt hơn. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký chỉ thị số 08 ngày 23 tháng 2 năm 2024 về phát triển du lịch toàn diện, nhanh và bền vững thời gian tới với phương châm liên kết chặt chẽ, phối hợp nhịp nhàng, hợp tác sâu rộng, bao trùm toàn diện, hiệu quả bền vững. Thủ tướng Chính phủ chỉ thị các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm quán triệt, nâng cao hơn nữa nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng, giá trị, hiệu quả và tính lan tỏa của ngành du lịch để phát huy tinh thần chủ động, tích cực, trách nhiệm của các chủ thể liên quan với cách tiếp cận toàn diện, toàn cầu, toàn dân, đồng thời tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, khuyến khích đổi mới nhằm hình thành nhiều doanh nghiệp du lịch có thương hiệu mạnh, hỗ trợ các doanh nghiệp du lịch trong việc chuyển đổi các hoạt động phù hợp với du lịch trong tình hình mới. Bên cạnh đó, chủ động đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức xúc tiến, quảng bá du lịch, tăng cường kết nối hạ tầng dịch vụ, hỗ trợ và gia tăng trải nghiệm, giữ chân khách du lịch. Ngoài ra, xem xét thí điểm việc cấp thị thực cửa khẩu trên cơ sở xét duyệt nhân sự tại chỗ cho khách du lịch quốc tế. Tăng cường kiểm tra, rà soát học sinh sử dụng phương tiện mũ bảo hiểm tham gia giao thông đến trường là biện pháp các trường phổ thông trên địa bàn thành phố đang quyết liệt triển khai nhằm góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông cho học sinh trong tình hình mới. Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo, chỉ riêng dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn có 13 vụ học sinh vi phạm trật tự an toàn giao thông, 3 vụ học sinh bị tai nạn giao thông, trong đó có 2 trường hợp phải nhập viện điều trị, 1 trường hợp tử vong. Để tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh trong tình hình mới, Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành các công văn số 24, 396 gửi Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện, hiệu trưởng các trường trung học phổ thông nhiều cấp, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc. Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các nhà trường phối hợp các cơ quan chức năng của địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục về an toàn giao thông theo hướng dẫn của Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia. Trong đó, tập trung giáo dục kỹ năng tham gia giao thông cho học sinh tại các khu vực trọng điểm, các tuyến đường quanh khu vực các trường học, đồng thời bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh trong tình hình mới. Kiểm tra, rà soát việc sử dụng phương tiện giao thông của học sinh nhà trường để xác định trường hợp sử dụng xe mô tô trên 50cm khối. Nếu phát hiện học sinh vi phạm quy định sử dụng xe mô tô trên 50cm khối, phải có biện pháp xử lý theo quy định. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố về phương án vận tải hành khách công cộng bằng phà từ Cát Hải sang đảo Cát Bà, từ ngày 1 tháng 3 tới, bến phà Đồng Bài sẽ đi vào hoạt động, thay thế cho bến phà Gót hiện tại. Thời điểm này, các bên liên quan đang tích cực hoàn thiện thủ tục để đưa phà mới vào vận hành theo đúng kế hoạch. Để chuẩn bị đưa phà Đồng Bài vào hoạt động, chủ đầu tư là Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Mặt trời Cát Bà, Sở Giao thông Vận tải và các đơn vị liên quan đã hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu công trình bến phà Đồng Bài. Đồng thời, đơn vị thực hiện thủ tục bàn giao các công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung và phần bến phà cập mũi cho thành phố quản lý, tổ chức vận hành theo quy định. Công ty Cổ phần Bảo đảm Giao thông Đường thủy Hải Phòng cũng đã chủ động chuẩn bị các điều kiện để tiếp nhận vận hành phà mới thay cho bến phà Gót. Theo thiết kế, bến phà mới rộng gấp 1,5 lần bến phà cũ, có khu nhà chờ rộng hơn 800m², diện tích mái che gần 1,5 nghìn m². Công tác chạy thử cũng đã được Công ty Cổ phần Bảo đảm Giao thông Đường thủy Hải Phòng phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức. Đồng thời, công ty này cũng đã nghiên cứu thuê thêm phương tiện để bảo đảm năng lực vận tải hành khách không bị tắc nghẽn vào dịp cao điểm. Chúng tôi kết hợp chặt chẽ với Sở Giao thông Vận tải cùng các cơ quan liên quan tổ chức chạy thử phà sang bến Đồng Bài để đảm bảo đến ngày 1 tháng 3 chúng tôi đưa phà vào hoạt động một cách an toàn, thuận lợi. Về phía công ty chúng tôi cũng đã có kế hoạch chủ động để tăng thêm số lượng phương tiện phục vụ mùa hè 2024. Được biết từ đầu năm đến nay, khu du lịch Cát Bà đón hơn 130.000 lượt du khách trong nước và quốc tế, tăng hơn 70% so với cùng kỳ năm trước.
Việc quần đảo Cát Bà cùng với Vịnh Hạ Long được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới, cùng việc đưa bến phà Đồng Bài với cơ sở vật chất tốt hơn, năng lực hoạt động cao hơn và hoạt động thay thế cho bến phà gót, được kỳ vọng sẽ khắc phục tình trạng ùn tắc trong dịp cao điểm và là một trong những yếu tố quan trọng để Cát Hải hoàn thành chỉ tiêu đón 3,6 triệu lượt khách du lịch trong năm nay. Thưa quý vị, đến đây thì thời lượng của bản tin Hải Phòng hôm nay ngày 25 tháng 2 cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.